Nói đến các dòng máy mà góc dùng pin tầm rẻ thì không thể bỏ qua được Đông Trang. Vì Đông Trang luôn nổi tiếng là có các dòng máy giá rất là mềm nhưng chất lượng lại không hề kém một chút nào. Và đây là một cái máy mài góc dùng pin của hãng Đông Trang có mã DCSM02-100. Bây giờ tôi với anh em hãy cùng tìm hiểu xem liệu nó có phù hợp với công việc của anh em không nhé. Máy mài góc pin Đông Trang DCSM02-100 được đựng trong một cái hộp nhựa như thế này. Bên trong hộp máy có một phiếu bảo hành, một sách hướng dẫn sử dụng và một tay mở máy được đựng trong một cái túi này, một cái sạc, hai cục pin, một thân máy mài, một chụp bảo vệ của máy và một tay cầm phụ chân gen 10 mm. Pin này là pin 18V 4.0Ah tương đương với 72 Wh. Nó có chân pin dành riêng của Đông Trang nên không lắp vừa trực tiếp vào các dòng máy phổ thông khác được. Phía mặt trước của nó có đèn báo vạch pin. Sạc pin đi kèm là dòng sạc nhanh 90W của hãng. Để sạc đầy một cục pin 4.0Ah này thì nó chỉ cần mất 1,5 giờ là đầy pin. Thân máy mài khi lắp pin 4.0Ah này vào, nó sẽ có cân nặng là 2,15 kg. Bên trong máy là động cơ không chổi than giúp tuổi thọ máy cao hơn và tiêu hao năng lượng ít hơn. Công tắc máy có dạng trượt ở phía lưng của máy. Loại công tắc này giúp người dùng dễ thao tác tắt và mở nhưng hay bị kẹt ở môi trường có nhiều bụi và cát. Phía đuôi máy có lỗ hút gió được bọc bằng lưới để chống bụi. Thân máy mài thon gọn được bọc cao su nên đối với những người tay nhỏ như tôi thì cầm sẽ rất là thoải mái. Bây giờ tôi sẽ đo tốc độ vòng quay thực tế của máy xem nó là bao nhiêu. 6.445 vòng trên phút anh em nhé. Thông thường các dòng máy mài góc dùng điện sẽ có tốc độ từ 11.000 đến 12.000 vòng trên phút. Bây giờ là đến phần kiểm tra khả năng làm việc thực tế của máy. Trước tiên tôi sẽ kiểm tra tốc độ cắt của máy xem như thế nào. Tôi lắp máy vào một cái bàn trượt. Bàn trượt này sẽ được kéo bởi một vật nặng có cân nặng là 2,5 kg. Máy được lắp lưỡi cắt loại bỏng của Makita có mã D-65947. Pin của máy đã được sạc đầy. Sắt được cắt là loại sắt xoắn Fe22. Máy mất 20 giây để cắt xong một mạch. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục cắt cho tới khi nào máy hết pin để xem nó có thể cắt được bao nhiêu mạch với một cục pin đã được sạc đầy. Tổng số mạch mà nó cắt được là 23 mạch anh em nhé. Bây giờ sang bài kiểm tra thứ hai là kiểm tra sức chịu đựng lực ấn khi dùng lưỡi mài. Bây giờ là test lực mài của Đông Trang với cân nặng đầu tiên là 4 kg. Bốn kg vẫn rất là ok. 7 kg anh em nhé. Ở 7 kg này thì Đông Trang vẫn có thể mài được. Nhưng tôi cảm nhận sức yếu của nó chỉ bằng một nửa so với ban đầu. Ok, đây là mức 8 kg anh em nhé. Pin vẫn đầy 8 kg cũng không chạy được. Về tốc độ cắt và sức chịu đựng lực ấn của máy thì ở mức trung bình, nhưng tôi rất ấn tượng với thời lượng sử dụng pin của máy. Nói chung đối với tôi mọi thứ của máy này đều rất ok, đặc biệt là tầm giá. Anh em có thể tham khảo giá của cái máy này ở phần thông tin phía bên dưới. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Anh em đừng quên để lại ý kiến của mình, like video và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.